Chấn động, thầy tử vi báo trước về vận mệnh của con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đổi đời đột biến, ôm hết lộc thiên hạ, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch năm 2024. Rất hoan hỷ, chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã đến và quay trở lại với Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Quý vị Quý Mão thân mến, Minh Đường Tử Vi thấy quý vị đã chọn 60 năm vất vả và gian truân để đổi lấy một cơ hội, cho dù là nhỏ nhất. Vài năm sau đó thì Quý Mão 1963 có thể được an nhàn và thư thái, chăm sóc người mình quan tâm, báo đáp người cho mình sinh dưỡng. Họ không bất lực trước hoạn nạn của người mình yêu thương, thời gian chính là thứ công bằng nhất trên thế gian này. Mỗi người đều sở hữu cho mình 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, nó sẽ không vì ta giàu có mà là nịnh nọt, cũng không vì ta nghèo khó hay là rút bỏ. Thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất cho những ai không biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống. Chính vì vậy, khi ta biết cách tận dụng thời gian và nắm bắt vận may đến với mình, thì nó có ý nghĩa rất lớn đối với hiện tại và tương lai của chính chúng ta. Kính thưa quý vị, theo luận giải mới nhất của giới tử vi về vận trình sắp tới, theo nội dung thầy tử vi báo trước, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, về vận mệnh của con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đổi đời đột biến, ôm hết lộc thiên hạ. Quý vị chắc sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây là một thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh, thánh sẽ cứu âm độ dương, phê chữ đỏ bỏ chữ đen mà ban cho tài, cho lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý vị mà biết nắm bắt thời cơ này thì tuần tới đây quý vị sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều mà tiền vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Là chuyện phàm trên đời, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thì thời cơ đã đến. Muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Vậy hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết về nội dung. Thầy Tử Vi báo trước về vận mệnh của con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, đổi đời đột biến, ôm hết lộc thiên hạ. Thưa quý vị Quý Mão 1963 thân mến, đã bao giờ Quý Mão tự vấn bản thân hay là nhìn thẳng vào sự thật rằng Quý Mão 1963 thua là do Quý Mão chưa đủ giỏi, rằng Quý Mão lỡ thời cơ là do Quý Mão chẳng đủ chăm sóc, và đã bao giờ Quý Mão đối diện với chính mình trong quá khứ, thấy giận mình sao không có một kế hoạch chỉn chu, tức mình sao không có một sự chi tiết tính toán trước sau trong từng lựa chọn, chắc chắn là ít lắm. Thường lảng tránh là bản năng, đổ tội là bản tính, mà nghĩ mình là nạn nhân của đời, của mệnh là bản ngã của con người. Tổ tiên quan niệm rằng mỗi một người sinh ra đều được an bài số mệnh khác nhau, tuy nhiên, tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận. Có người sinh ra đã sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý chứ, nhưng vì tính cách phô trương, tham lam, ham mê tiểu sắc mà giàu trước khổ sau, thuở trẻ vang danh, nhưng nửa đời còn lại càng đi càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Quý Mão có bản năng hoang dại của loài mèo rừng, bản năng sinh tồn rất cao, có thể tự bảo vệ và tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Quý Mão ý về bản thân luôn muốn tự khẳng định, có lòng tự trọng cao, họ thường không ổn định trong tâm lý và tình cảm, do vậy chỉ khởi lên nhưng ít có thể duy trì và theo đuổi việc cho tới cùng, nhưng mà họ có thể đảm đương việc lớn. Nếu đã trải qua nhiều biến cố, tô rèn ý chí sống và nhận sự hỗ trợ của người xung quanh, bản tính thông minh, chí hướng khá bền nhưng thường là con người có tài nhưng chưa gặp thời. Từ thanh niên đến trung niên sẽ vất vả ngược xuôi tìm kiếm sự ổn định, thành công đến khá muộn, tuy nhiên số về già hưởng phúc, tài lộc đủ đầy. Người thuộc tuổi này, dù nam hay nữ nếu muốn thành công trong sự nghiệp thì phải làm việc luôn tay luôn chân, thân tâm vất vả. Quý Mão 1963, họ luôn thích truy cầu sự bình yên, giống như mệnh chủ mèo qua rừng của mình vậy, nhưng sống ở đời có mấy ai tìm được sự an nhiên, nhàn tại và tĩnh tại dạo bước qua. Dù vậy nên Quý Mão mặc dù không phải kiểu người mơ to, ước lớn, mang hoài bão thay đổi cả đất trời, nhưng trong cuộc sống lại luôn khiến họ cảm thấy không được như ý muốn, ít được an nhiên. Trong mệnh chủ của Quý Mão, chủ định là người sống coi trọng giá trị tình cảm hơn là vật chất, tinh thần no đủ thì vật chất thế nào cũng được, tinh thần không no đủ, vật chất nhiều hơn cũng chẳng để làm gì. Điểm thú vị hoặc là hơi buồn của Quý Mão đó là họ thường nợ nghiệp duyên khá nặng nề, tuổi này sẽ phải trải qua một đoạn tình cảm mà dồn sức, dồn tâm, dồn trí, dồn lực vào mà vun vén mà yêu thương hết mình, nhưng lại không đi đến đâu, không có kết quả đẹp, cuối cùng do quá đau buồn mà lột xác, thay đổi trở thành một con người khác hoàn toàn. Với con người trong quá khứ của họ, đây chính là đặc thù của sự trưởng thành từ đau khổ, bi quan mà phần lớn các Quý Mão phải trải qua mèo qua rừng. Chú định tính cách của Quý Mão có phần hơi ngơ ngơ và hơi lập dị, họ yêu chuộng hòa bình, yên tĩnh, nhàn nhã,
làm những điều mà mình thấy vui một mình. Tuổi này họ thường có hiểu biết uyên bác về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, do đó thì sự chung thủy đeo bám đến tận cùng của bản thân. Vì tinh thần trách nhiệm và trung thành, không ngại việc, cho nên Quý Mão 1963, họ là một trong số ít những tuổi có khả năng làm việc trong môi trường nhà nước và thăng tiến bay cao, cho dù về cơ bản sự yêu thích của họ dành cho nghề nghiệp trong môi trường này không nhiều. Quý Mão 1963 họ vốn là tuổi không biết làm việc xấu, không biết dùng thủ đoạn hay nịnh bợ ai cả, cũng không biết dựa thế, dựa hơi để đạt được mục đích cá nhân. Điều này chú định đầu đời họ gặp nhiều vất vả, hay là chịu thiệt thòi, hay là bị nịnh nọt, làm nhiều nhưng thành quả không tương xứng. Nhưng ứng theo giáo lý về mặt nhân quả, càng về trung niên trở đi thì Quý Mão càng thuận. Họ vốn dĩ là những bông hoa nở muộn, hay giống như định nghĩa về mèo qua rừng, rừng phải có đường thì mới rạng rỡ được, cho Quý Mão một cuộc đời an nhàn lúc tối muộn. Người Quý Mão khi kinh doanh thì cũng đối mặt nhiều trắc trở hơn so với người bình thường, tuy họ có vận may ở mức khá khi khởi nghiệp, kinh doanh. Cũng là người có sự yêu thích phi thương bất phú, nhưng bản tính của họ không phải là người đi lọc lừa người khác, không phải người có thể buôn đầu dê bán thịt chó, cũng không phải người có thể mua rẻ bán đắt. Vậy cho nên khi kinh doanh, Quý Mão sẽ thu hút người khác bằng chữ tín mà bản thân họ đã xây dựng. Chữ tín này cần sự lâu dài, chậm mà chắc, và càng lâu dài thì càng thuận lợi. Một đồn 10 ngờ, đồn trăm, giống như quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn, cho Quý Mão tài lộc đủ đầy, ấm no. Quý Mão lúc này sẽ không phải là người đặt nặng nhiều về vật chất theo kiểu ta đây phải thật giàu hay ta đây phải hưởng thụ thật nhiều. Vậy cho nên, họ cũng sẽ không phải là người quá sân si hay luôn ghen tị, đố kỵ với người xung quanh. Nếu có thời điểm Quý Mão phải lo về vật chất, thì chủ yếu là để lo cho gia đình, tạo sự ổn định cho người thân yêu, chuẩn bị cho con cái hơn là để riêng cho bản thân mình. Tuổi này thì họ thường khẳng khái, giao thiệp rộng rãi, không bần tiện, toan tính từng đồng, cho nên tích lũy của bản thân không nhiều. Đây cũng chính là số ít tuổi có sở thích thú vui cho riêng mình từ rất sớm và hãy theo đuổi nó đến cùng, chứ không phải như nhiều người, hay chạy theo xu thế để tỏ vẻ ta đây cá tính nọ kia. Nếu mà Quý Mão đọc sách là vì họ muốn nâng cao tri thức, không phải để ra vẻ ta đây. Nếu Quý Mão thích thể thao là vì họ muốn tăng cường sức khỏe, không phải để kể lể, làm màu. Quý vị cô bác anh chị đang xem nội dung Thầy Tử Vi báo trước về vận mệnh của con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, đổi đời đột biến, ôm hết lộc thiên hạ. Luận giải tử vi từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch tới đây thấy rằng tuổi Quý Mão có vận trình không có nhiều biến động. Song Quý Mão 1963 cần phải tìm động lực để cố gắng hơn, nếu không thì quý bạn dễ rơi vào tình trạng trì trệ, dậm chân tại chỗ, thậm chí tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh, mệnh chủ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không tập trung trong công việc, không có tinh thần phấn đấu, Quý Mão chỉ làm việc với tinh thần ứng phó, chứ không thực sự quyết tâm. Thậm chí khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ, Quý Mão lại tìm cách thoái thác, cứ tiếp tục thế này thì có lẽ Quý Mão sẽ dần thụt lùi so với mọi người xung quanh. Phương diện tài chính cũng khó có điểm sáng, những gì Quý Mão làm từ trước đến nay đã không còn thu hút được khách hàng, đối tác, đã đến lúc Quý Mão cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi bản thân, không thể mãi đi theo lối mòn. Ngoài ra, sức khỏe suy giảm cũng khiến Quý Mão phải tốn thêm một khoản chạy chữa, may mắn phương diện tình cảm lại đem tới nhiều tin vui. Có ngũ hành tương sinh nâng đỡ, Quý Mão và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau hơn, hai người đặt mình vào vị trí của đối phương, cho nên chẳng còn cãi cọ hay là hành xử vô lý nữa, hãy coi người nhà là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tóm lại, trong khoảng thời gian từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, tuổi Quý Mão sẽ không có nhiều biến động, tuy nhiên, Quý Mão 1963 cần phải tìm động lực để cố gắng hơn thì ắt thành công sẽ đến thôi. Chứ không chuyện gì ngăn cản được, Quý Mão thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không tập trung trong công việc, không có tinh thần phấn đấu, dễ rơi vào tình trạng trì trệ, dậm chân tại chỗ, những gì Quý Mão làm từ trước đến nay đã không còn thu hút được khách hàng, đối tác, do đó, cần phải thay đổi bản thân, không thể mãi đi theo lối mòn. May mắn thay, phương diện tình cảm lại đem tới nhiều tin vui, Quý Mão và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài luận giải tử vi chi tiết cho 2 tuần còn lại trong tháng 4 âm lịch 2024 như sau. Quý vị hãy chú ý xem kỹ video để biết được vận trình hung cát xảy ra vào giai đoạn nào trong 2 tuần còn lại nhé. Và đừng bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào để có kế hoạch cho từng thời điểm. Đầu tiên là tử vi tuần 3 trong tháng 4 âm lịch năm 2024, cụ thể chi tiết như sau. Luận giải tử vi tuần thứ 3 của tuổi Quý Mão 1963 theo âm lịch nhận thấy.
về phương diện sự nghiệp. Có thể thấy tuần này nhờ có thiên ấn nâng đỡ nên mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai biết lên kế hoạch công việc thì phát huy được sự hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống. Người đã đang tìm kiếm một công việc mới hy vọng sẽ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu mệnh chủ là người nhanh nhẹn, thích học hỏi thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao trong thời gian ngắn. Ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều đòi hỏi mệnh chủ phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, không thể ì ạch như trước đây nữa. Bù lại cuộc sống năng động giúp quý mão học hỏi được nhiều trong thời gian ngắn và khi làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn, tuổi quý mão sẽ có một tuần hết sức sôi động thi đua, chẳng khiến quý mão bối rối mà trái lại giúp quý mão mạnh mẽ hơn. Tử vi tuần thứ 3 tuổi quý mão theo âm lịch, vận trình tài lộc của người này trong tuần thứ 3 được dự đoán có nhiều khởi sắc hơn trước, từ khía cạnh thu nhập cho tới việc làm ăn hay làm thêm. Người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Và lời khuyên là quý mão nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo bị vướng vào những cạm bẫy. Mệnh chủ lúc này nên chăm chỉ tích lũy tiết kiệm để dành cho việc đầu tư thuận lợi hơn sau này, không nên dùng tiền của mình đầu tư trong thời gian này. Hơn nữa, quý mão cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu để biết dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu cho lựa chọn an toàn. Muốn giữ được tiền, quý mão cũng nên hạn chế việc mua sắm, tiêu xài hoang phí nhất định. Không nên vì quá thích món đồ nào đó mà mua bất chấp sự ngăn cản của người thân, vì sau đó, quý mão sẽ cảm thấy hối hận. Tử vi tuần thứ 3 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, nhờ vào ngũ hành tương sinh xuất hiện, cho nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm. Lịch trình của quý mão khá bận rộn, nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa kia, không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Luận giải tử vi tuần 3 tháng 4 tuổi quý mão âm lịch về khía cạnh sức khỏe. Tuần này tuổi quý mão dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, có thể thấy quý mão thường xuyên mất ngủ, khiến tâm trí lơ mơ. Nhị hắc nhập cung chính bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động, nhất là người già và trẻ nhỏ trong nhà. Quý mão nên chú ý đến vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi nhé, chứ đừng để tái phát bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tóm lại, tử vi tuần 3 tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi quý mão có nhiều chuyển biến tích cực, sự nghiệp phát triển nhờ có quý nhân phù trợ. Đặc biệt với những người biết lên kế hoạch công việc, tài lộc khởi sắc thu nhập ổn định nhưng không có đột biến. Về tình cảm, nhờ ngũ hành tương sinh nên diễn ra khá êm đềm, sức khỏe cần chú ý, tránh mất ngủ và tái phát bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Và quý nhân là Hợi và Mùi. Tiểu nhân là Dậu và Thân. Con số may mắn 48, 32, 65, 28. Màu sắc may mắn là vàng và hồng. Cuối cùng là tử vi tuần 4 trong tháng 4 âm lịch năm 2024 cụ thể chi tiết như sau. Tử vi tuần cuối tháng 4 của tuổi quý mão theo âm lịch nhận thấy vận trình sự nghiệp của mệnh chủ phát triển không theo kế hoạch, cho nên quý mão cảm thấy lo lắng. Quý mão có thể vấp phải sự lộn xộn về giờ giấc, thời gian công việc, gây ảnh hưởng đến kế hoạch chung, nên có sự sắp xếp khoa học hơn, nên chia sẻ rõ ràng quan điểm cá nhân. Nếu mà quý bạn lúc này muốn giành được sự tán thành của người xung quanh quý mão, cho dù bản thân là người có năng lực, nhưng chỉ vì một số vướng mắc mà quý mão không phát huy được và thậm chí còn có cảm giác bị tù túng, không làm được việc gì khi đối mặt với áp lực. Tử vi tuần cuối cùng tháng 4 âm của 12 con giáp âm lịch, thiên tài xuất hiện che chở để giúp tuổi quý mão thoát khỏi khó khăn tài chính. Thế nhưng, đi kèm theo đó là một số cái bẫy mà quý mão cần tỉnh táo để nhận diện, cuộc sống gây nhiều áp lực cho mệnh chủ về tài chính. Cho dù quý mão có nhiều tiền, nhưng có nguy cơ liên quan đến tranh chấp, giải quyết các khoản nợ nần, mâu thuẫn tiền bạc. Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh cho thấy đây là lúc để giải quyết hòa giải gắn kết và yêu thương, con giáp tuổi quý mão có thể tập trung vào lĩnh vực gia đình và cá nhân, không chỉ chú ý đến các trách nhiệm và nghĩa vụ với người thân mà còn cần lưu ý đến các khác biệt trong quan điểm và lắng nghe mọi người. Tử vi tuần cuối của tuổi quý mão theo âm lịch, thời tiết nóng lạnh thất thường, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng không khí, khiến quý mão thường xuyên rơi vào tình trạng khó thở. Chính vì thế, mệnh chủ hãy chú ý hơn tới sức khỏe của mình, ăn nhiều hoa quả để gia tăng sức đề kháng. Tóm lại, tử vi tuần cuối tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi quý mão, sự nghiệp không theo kế hoạch khiến họ lo lắng. Quý mão có thể gặp rắc rối về thời gian công việc, cần sắp xếp khoa học hơn và chia sẻ rõ quan điểm cá nhân. Về tài chính, thiên tài xuất hiện giúp quý mão thoát khỏi khó khăn, nhưng cần tỉnh táo nhận diện cạm bẫy, cuộc sống gây áp lực về tài chính, có nguy cơ liên quan đến tranh chấp, giải quyết nợ nần, mâu thuẫn tiền bạc,
Quý Mão nên tập trung vào gia đình và cá nhân, lưu ý đến các khác biệt trong quan điểm và lắng nghe mọi người. Thời tiết nóng lạnh thất thường ảnh hưởng đến chất lượng không khí, Quý Mão cần chú ý sức khỏe, ăn nhiều hoa quả để tăng sức đề kháng. Quý nhân là Hợi và Mùi. Tiểu nhân là Tỵ và Thân. Màu sắc may mắn là tím và trắng. Con số may mắn là 65, 1,5, 49, 85. Quý vị cô bác anh chị đang xem nội dung Thầy Tử Vi báo trước về vận mệnh của con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, đổi đời đột biến, ôm hết lộc thiên hạ. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi thấy rằng ngày sinh cũng là yếu tố rất quan trọng, nó có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành, và cụ thể thì những ngày sinh đại cát của tuổi Mão là ngày nào, và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này, hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Tuổi Mão sinh ngày mùng 1 âm lịch, là người thông minh, hiếu động, tính cách trung hậu, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài, thích giúp người khác, người này tấm lòng lương thiện, tích nhiều phúc đức, lại có tài cán làm việc, chăm chỉ nên cuộc đời hanh thông, suôn sẻ. Tuổi Mão sinh ngày mùng 10, có vận trình tình cảm cực kỳ tốt, tình yêu ngọt ngào, gặp được bạn đời hợp ý, tài lộc không thiếu, gia nghiệp may mắn cả tình lẫn tiền đều như ý. Sinh ngày 17 âm lịch, tính cách trung hậu, hiền lành, nam thanh, nữ tú, diện mạo đẹp đẽ, có nhiều quý nhân giúp đỡ, tuổi trẻ bình thường, trung niên phú quý, được cả danh và lợi, gia trạch hài hòa, hạnh phúc. Tuổi Mão sinh ngày 22 âm lịch, có nhân duyên rất tốt, nam mệnh cưới vợ hiền, nữ mệnh lấy chồng làm chỗ dựa, gia nghiệp hưng thịnh, làm việc chăm chỉ, càng ngày càng tốt đẹp. Tuổi Mão sinh ngày 26 âm lịch, có năng lực xuất chúng, thông minh, nhanh nhẹn, giỏi về tính toán và chuẩn bị một đời vinh hiển, đạt nhiều thành tựu, tuổi này an ổn hưởng thọ lâu dài. Tuổi Mão sinh ngày 27 âm lịch, thông minh, hiếu học, có trí lực phi phàm, một đời vinh hiển, làm dạng danh tổ tiên, đường tình duyên hòa hảo, vợ chồng thuận lợi, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý. Tuổi Mão sinh ngày 28 âm lịch, có đường hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, có số xuất ngoại đi xa sẽ phát triển, nhưng phải chạy đông chạy tây, di chuyển nhiều, trung vận công thành danh toại. Tuổi Mão sinh ngày 29 âm lịch, nam mệnh khôi ngô tuấn tú, đường quan lộ rộng mở, đạt thành sự nghiệp, nữ mệnh thông minh, thiện lương, giỏi giang, đảm đang việc nhà, là người vợ hiền. Tuổi Mão sinh ngày 30 âm lịch, tự lập, làm việc mưu tính, phát triển sau trung niên sẽ thành công, gia nghiệp thịnh vượng, tuy tài lợi không phải xuất sắc nhưng cũng dư giả, tuổi già phồn hoa. Kính thưa quý vị, Đạo Phật không chỉ là một tôn giáo với những giáo lý và giáo luật chặt chẽ, mà còn chứa đựng nhiều triết lý sống đơn giản nhưng sâu sắc, giúp con người đạt được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Một trong những lời Phật dạy quan trọng là không bao giờ coi thường người khác, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Có một câu nói rất nổi tiếng của triết gia mà hầu như ai cũng biết, anh không phải là cá, sao biết niềm vui của cá? Câu nói này nhắc nhở chúng ta về sự khác biệt giữa mỗi người, không ai giống ai, lời Phật dạy về cuộc sống cũng tương tự như vậy, nhưng dễ hiểu hơn nhiều, đừng coi thường bất kỳ ai. Một là coi thường người khác là phạm ác nghiệp đó, theo Phật giáo, sống trên đời này điều quan trọng nhất là tránh tham, sân, si, ba thứ này gây ra ác nghiệp, dẫn đường chỉ lối sai trái, khiến cuộc sống bế tắc, đảo lộn, vậy tại sao coi thường người khác lại là phạm ác nghiệp? Vì coi thường một ai đó là bạn đang tham, sân, si, coi thường có thể xuất phát từ sự khinh khi, coi mình cao hơn người khác hoặc ghen tị với thành quả mà người khác đạt được, nên cố tỏ ra bất cần, dù trường hợp nào thì cũng là phạm phải tham, vì tham cầu danh để thỏa mãn hư vinh, hoặc tham thứ không thuộc về mình nên nảy sinh tham vọng được như họ hoặc tham vọng dẫm đạp lên họ, cái lòng tham này nó có thể dẫn tới tội ác, làm ác, để chiếm đoạt cái họ đang có thành của mình hoặc làm ác để chứng minh mình hơn họ. Mình là người ở vị thế cao hơn, tốt hơn, mình có quyền chà đạp, nhạo báng họ, sống thuận theo tự nhiên thì mới mong có cuộc đời viên mãn. Sống tham lam không thể thoát khỏi quả báo, phớt lờ hoặc coi thường người khác là biểu hiện của sự tức giận, thù hận và không hài lòng. Khi chúng ta coi thường ai đó, trong lòng chúng ta đã nảy sinh ác nghiệp sân, có ý nghĩa thù địch với đối phương vì cảm thấy họ kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra. Coi thường người khác là si, mê muội, nông cạn, thiếu hiểu biết, bản thân làm được điều gì đó, đạt được thành tựu gì đó. Không có nghĩa là người khác cũng phải làm được, ngược lại, không phải điều mình không làm được thì người khác cũng không có khả năng đó.
Theo lời Phật dạy trong cuộc sống, mỗi cá nhân đều là một thực thể riêng biệt, sở hữu những năng lực, cảm xúc và quan điểm khác nhau, mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Không ai hoàn hảo và cũng không ai vô dụng, đánh giá thấp về người khác chính là biểu hiện của sự ngu muội, không nhìn thấy toàn diện vấn đề, có cái nhìn phiến diện theo năng lực của bản thân, vì vậy mà kích động, dễ sai lầm, dễ cho mình đứng trên, tới khi đối diện với cuộc sống phong phú mới ngỡ ngàng, thất bại và hối hận. 2. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm, điều này giúp loại bỏ tham, sân, si và hạnh phúc. Để đạt được điều đó, trước tiên phải tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Người đánh giá thấp người khác thực chất là người không biết tôn trọng chính mình, luôn so sánh bản thân với người xung quanh mà không biết rằng giá trị của mỗi người đều xứng đáng được tôn vinh. Mình yêu quý bản thân bao nhiêu thì người khác cũng yêu quý họ như vậy. Hơn nữa, mỗi chúng ta đều là một cá nhân riêng biệt, vậy nên không cần phải so sánh bản thân với người khác, vượt trội hơn thì sao, không vượt trội hơn thì sao. Giá trị đích thực của cuộc sống không nằm ở thứ bậc, mà nằm ở sự an yên và sống tốt của mỗi người. Khi chúng ta tôn trọng chính mình, chúng ta cũng sẽ biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận những điểm tốt và mới mẻ từ những người xung quanh. Từ đó, chúng ta có thể khích lệ và học hỏi từ họ để hoàn thiện bản thân. Khi chúng ta tôn trọng mọi người sẽ tôn trọng chúng ta, tạo nên một vòng tròn quan hệ tích cực, hòa đồng và nhân ái. Điều này sẽ mở rộng tâm hồn chúng ta và mang lại hạnh phúc. Hãy nhớ lời Phật dạy về cuộc sống, luôn để con mắt nằm ngang, nhìn thẳng một cách trong sáng, chính trực. Cuộc đời tất bằng phẳng, người mà mắt nhìn lúc nào cũng từ trên rọi xuống, sẽ không thể thấy quang cảnh tươi đẹp xung quanh, càng không thể thấy trước chướng ngại trên đường mà tránh. Đó không phải là tự mình tạo nghiệp cho mình hay sao? Kính thưa quý cô bác anh chị, và trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ nội dung Thầy Tử Vi báo trước về vận mệnh của con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Từ mai cho đến hết tháng 4 âm lịch, đổi đời đột biến, ôm hết lộc thiên hạ, đến từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải. Mong quý vị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị Quý Mão sinh năm 1963 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.